tại sao người ta không xây cây cầu nối giữa Ireland và Anh? Đây là ý tưởng khá hợp lý vì khoảng cách giữa chúng rất gần nhau. Có 4 tuyến đường có thể thực hiện như Kintyre, Irish Mail, Tusker và tuyến đường có khả năng xảy ra nhất là Galloway. Tại đây, cây cầu sẽ bắc qua eo biển phía bắc giữa Bắc Ireland và Scotland với khoảng cách 45 km. Vấn đề là cây cầu phải đi qua Beaufort Dyke, một rãnh nước sâu 300 m. Rãnh này được Vương quốc Anh sử dụng làm nơi đổ đạn dược. Người ta ước tính có hơn 1 triệu tấn đạn dược nằm dưới đáy, thỉnh thoảng lại phát nổ. Thêm vào đó, toàn bộ dự án sẽ tiêu tốn khoảng 335 tỷ bảng Anh. Liệu rằng nó có khả năng thực hiện không?